Chanel Hayes, ngôi sao Big Brother, giảm gần 50kg, nhìn ảnh quá khứ với hiện tại mà choáng. Chanel Hayes, sinh năm 1987, là ngôi sao của show truyền hình ăn khách Big Brother 2007 từ khi 19 tuổi. Nhờ ảnh hưởng từ chương trình, Chanel sau đó đã lấn sân với vai trò người mẫu bikini và gặt hái được nhiều thành công. Từ một nàng mẫu nóng bỏng, sau hai lần sinh nở, vóc dáng Chanel thay đổi hoàn toàn. Cô từng chuyển nhà và bị stress trong quá trình thích nghi với nơi ở mới, khiến khó kiểm soát việc ăn uống ngủ nghỉ. Tiếp đó, lại là khoảng thời gian ở nhà để tránh dịch Covid-19, nên bà mẹ hai con càng ăn uống vô tội vạ, khiến cân nặng tăng ngoài tầm kiểm soát. Với cân nặng đỉnh điểm lên đến 110kg, Chanel thừa nhận cô phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả huyết áp, nhịp tim tăng cao. Ngôi sao truyền hình Anh cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ, khi leo lên cầu thang, bị đau hông, đau đầu gối. Chứng nghiện ăn cũng ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần của ngôi sao truyền hình thực tế, vì cô luôn tự thấy ghê tởm, xấu hổ về bản thân sau những lần ăn uống vô độ. Nữ diễn viên chia sẻ, "Tôi không muốn gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi thậm chí không muốn ra khỏi nhà hay đi bất cứ đâu. Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ ai trong một năm. Khi có lời mời làm việc, tôi đều từ chối. Vì vậy, tình hình tài chính của tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều. Sau đó là tình trạng phong tỏa vì dịch bệnh và tôi cứ thế ăn uống và to béo hơn mỗi ngày. Thời điểm đó mọi người đều chán nản vì không thể đi đâu, nhưng tôi lại vui bởi chẳng phải ra ngoài hay gặp ai nữa." Trước những hệ lụy đối với sức khỏe và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, Chanel đã trải qua một ca phẫu thuật thu nhỏ 80% dạ dày và quyết không bao giờ đi lại vết xe đổ như trước đây. Chế độ ăn của Chanel sau khi thu nhỏ dạ dày cũng được thay đổi về cả số lượng lẫn chất lượng. Cô ăn uống khoa học hơn với chủ yếu là rau xanh và đạm từ cá ngừ, trứng. Chanel từng chỉ tiêu thụ 400 calo một ngày. Hiện cô đã giảm thành công 46kg, trọng lượng cơ thể còn 64kg. Ba mẹ hai con chia sẻ trên Instagram rằng, xóa bỏ một lượng lớn mỡ thừa trong cơ thể đã làm cho cái nóng của mùa hè trở nên thú vị hơn thay vì không thể chịu nổi như trước đây. Hơn nữa, mùa hè này tôi đã thực sự được chơi cầu trượt cùng con trai tôi. Hình ảnh hiện tại của Chanel Hayes khiến người hâm mộ vô cùng kinh ngạc. Chanel nói thêm rằng cô muốn chia sẻ về cuộc phẫu thuật của mình để giúp thay đổi suy nghĩ của những người thừa cân. Người đẹp tuyên bố, phẫu thuật không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tôi. Hiện tại, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn và cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Cách đây không lâu, dân tình cũng từng bàn tán xôn xao về màn giảm cân ngoạn mục của Kyla Lavender, 36 tuổi, sống tại Las Vegas, Mỹ. Kyla từng phải ngồi đến hai ghế trên máy bay vì vóc dáng quá khổ, nặng đến 154kg. Ý thức được cân nặng quá khổ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng mọi chế độ ăn kiêng gần như đều không hiệu quả lâu dài với Kyla. Chính vì vậy, cô gái người Australia quyết định nhờ đến phương pháp thu nhỏ dạ dày. Ca phẫu thuật đã cắt bỏ đến 80% dạ dày cũ của Kyla. Phương pháp này nhằm mục đích giảm lượng đồ ăn cũng như hạn chế cảm giác thèm ăn cho bệnh nhân béo phì, nhờ đó giảm trọng lượng cơ thể. Hồi phục sau ca thu nhỏ dạ dày, Kyla thay đổi chế độ ăn và khẳng định không xem đây là ăn kiêng mà là lối sống mới của bản thân, tích cực và lành mạnh hơn. Sau khi cải thiện vóc dáng, Kyla thường xuyên ăn mặc giống búp bê Barbie và tự nhận mình là Barbie người Australia. Cô tâm sự, không hẳn là tôi muốn trở thành Barbie, nhưng cô ấy đã luôn truyền cảm hứng cho tôi. Khi còn nhỏ, tôi không thể mặc những thứ mình thích vì những năm 90, với kích thước cơ thể tôi không có nhiều lựa chọn.